Alo, alo. Alo. Để bắt đầu buổi giải đáp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời cầu truyền hình Đài Hà Nội trước ạ. Xin mời kết nối với lại bên Hà Nội ạ. Alo. Alo. Chưa được đọc nha. Xin mời đọc câu hỏi. Alo. Alo. Xin Alo. Mời nhóm cầu truyền hình đọc câu hỏi ạ. Cái đọc kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Câu 1, muốn giúp cha mẹ anh chị em giác ngộ Thiền Tông thì nên cho họ nghe bài Kinh Sám Hối hay 36 vị tổ Thiền Tông để phá dần lực âm, có đúng không ạ? Cái này làm vậy không có đúng. Bây giờ mình hỏi thăm dò coi ba mẹ mình có thích không. Nếu thích thì mới cho nghe tất cả những cái bài. Thứ nhất là cái bài An Diệu Phật cho nghe trước là thích thì mới giúp còn cái thôi. Chứ con cái Thiền Tông này nè, người ta truyền thiền mà còn 95 người rút lui, hỏi chứ ba mẹ mình làm sao tiến vô được. Thành ra cố gắng. Bây giờ nói đúng ra cái Thiền Tông mà khi mà nó đã ra đúng mức rồi đó thì nó hạn chế, không có cho người ta tu nhiều đâu. Là vì người ta tu nhiều mà vô tình thì vô người ta phá thì người ta còn đi xuống cái khổ nữa. Ở ngoài phá không sao nha, mà đi mà hiểu Thiền Tông mà phá Thiền Tông một cái là nó rất khổ, nó đi vô những cái đường mà gọi là nghiệp rất nặng. Thì cái này phải thâm ý, người nào thích thì mới giúp, không thích thôi, chứ đừng có khuyến khích ai là một. Thứ hai đừng có dụ người ta, dụ ban đầu thì họ thấy hay nhưng mà sau cùng đó rồi họ vô họ tưởng tượng, thứ nhất là họ tưởng tượng cái cõi này cõi kia, thấy cái này thấy kia là chết rồi, hôm đó đi còn khổ nữa. Thà đừng có tu, thà đi theo vật lý đi, chứ còn đi vô cái này mà mình không đúng một cái nó quật mình chết luôn. Mà vô rồi mà họ có cái những cái lời họ kinh khi nữa một cái thì biết mấy ông Phật nữa mới gặp được. Thành ra phải cố gắng đi từ từ, thà là mình một kiếm một hai người mình về Phật giới cũng được, không cần nhiều đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Ở trong máy mở lưng lưng. Alo, xin mời đọc tiếp câu hỏi thứ hai ạ. Ngày càng thuận lợi thì đó là do được hưởng phước hay do một phần công đức ạ? Người tu Thiền Tông. Alo. Người tu Thiền Tông á mà ngày càng gặp thuận lợi á, thì do cái phước của mình hay là do mình có công đức ạ? Có công đức nó mới hút vô, còn cái phước đức đó, nó không thích cái này đâu. Có nghĩa là người ta đã có công đức sẵn, hoặc là người ta ngộ thiền ở trên cõi cực lạc đó, thì họ thì nhìn cái này họ mới thích, còn không có thích đâu. Nhưng mà tại vì Đức Phật ổng khuyên đó là cũng không nên cho ai, là vì mình nhớ là cái đầu tiên mà ổng nói đó, mấy ngàn người bỏ đi, mà ổng có phán một cái câu thế này nè. Đi thật cứ bỏ đi đừng có nói gì hết đó. Mà đi mà còn khinh chê nữa thì trong đó nó có gọi là cái hầm lửa đó. Mà mình ở Thiền Tông ở đây nói là hầm 10 tỷ. Chính cái hầm lửa là cái hầm mặt trời là chúng ít đâu. Ăn bằng sức nóng của mặt trời khủng khiếp lắm chứ mà. Ông Phật nói,
Còn Thiền Tông thì nói là cái hầm 10 tỷ cho nó nhẹ thôi, chứ sự thật thôi. Bởi vì nguyên tắc á, vô cái vùng đất chịu nhiệt rồi thì nó sẽ nóng bằng gần bằng cái sức nóng của mặt trời. Bởi vì vô Thiền Tông nó rất nguy hiểm ở chỗ này, thà là cái vật lý không sao, luân hồi trong vật lý không ăn thua. Mà luân hồi mà khinh chê, thứ nhất là mấy ông thầy mà chê cái Thiền Tông này, mới vô cái hầm lửa đó, gọi là cái hầm 10 tỷ năm, mà suy nghĩ đi, trong đó không có cây cỏ hoa lá đâu, mà nó chỉ có lửa thôi. Mà lửa nó đốt bằng sắt nóng, nên nhớ đi, thì cái cực khổ, cái khổ sở nó dường mấy, thành ra phải cố gắng. Thành ra cái Thiền Tông này không có nên khuyến khích ai tu. Người ta muốn tu thì tự động người ta nhào vô người ta tu. Mấy người ta sợ nhân quả luân hồi người ta tu. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà khi mà Thiền Tông mình đến nói tột đỉnh là không khuyên ai tu hết. Tự người ta muốn tu, muốn trở về Phật giới thì tìm cách mà tu, tự mình lo. Mà người ngoài, thứ nhất là người ngoài mà là chứng đắc rồi đó, mà mình dụ người ta tu thì có nhiều khi nó phản lại. Mình không có công đức mà tội nghiệp người ta nữa. Ví dụ mình không có dụ người ta thì làm sao người ta có cái chủ mà ta chê cái Thiền Tông này. Đó, mình dụ người ta vô rồi có nhiều khi người ta hiểu như thế nào đó, ta tưởng như thế nào đó, rồi người ta phản bác cái Thiền Tông, rồi vô tình người ta không, ta mang cái nghiệp chướng, nó có là khổ cho người ta vậy. Thành ra Đức Phật khuyên rằng Thiền Tông không nên ai tu. Muốn sợ nhân quả thì về, không sợ thì ở đây đi tiếp. Rồi hỏi tiếp đi. Cô ba, theo Thiền Tông được gần 3 năm, thỉnh thoảng xem bài, các bài pháp vật lý, xem phim thấy nhức đầu, phải thôi luôn. Xem Thiền Tông lại đỡ, như vậy là sao ạ? Không, lặp lại. Theo Thiền Tông được gần 3 năm, thỉnh thoảng xem các bài pháp vật lý, xem phim thấy mức nhức đầu, phải thôi luôn. Xem Thiền Tông lại đỡ, như vậy có nghĩa là sao ạ? Cái này là cái duyên có đó, cái duyên có công đức, thành ra nó mới thuận cho mình theo Thiền Tông. Cái này nên phát triển cái này. Mình ai mà có cái trường hợp này nên phát triển. Thì người này ngộ thiền rất nhanh. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 4. Chấp thường, chấp có, chấp không là như thế nào ạ? Chấp có, chấp không thì cái này gọi là chấp thường, chấp đoạn thôi. Cái này là bình thường của cái người của thế gian này. Bởi vì cái người đó chấp có là gọi là chấp thường, chấp không và chấp đoạn. Thì câu trong này là gọi là kiến chấp của con người đó. Cái tánh người có sau cùng là kiến chấp thường và kiến chấp đoạn. Thì nó có xảy ra cái trường hợp lúc có lúc không. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 5. Suy nghĩ xấu và suy nghĩ tốt có ảnh hưởng gì đến cơ thể con người và vũ trụ không ạ? Cái này là cái tánh của con người thôi. Con người ở thế gian này là nó phải là chấp phải, chấp quấy, chấp gọi là chấp hai bên. Nó cái này là gọi là chấp hai bên. Chấp thì nó cũng nằm ở trong cái chấp thường, chấp đoạn thôi. Cái tánh con người nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 6. Làm cản trở những người tu theo pháp môn Thiền Tông thì có bị nhân quả không ạ? Con lặp lại. Là mình cản trở những người tu theo pháp môn Thiền Tông thì có bị nhân quả gì hay không? Mới nói thì bị nhân quả rồi. Cái người mà về vật lý mình cản nó không bao thua vậy nha. Có nhiều khi người ta tu vật lý mà mình cản, có nhiều khi mình có cái phước ở trong đó. Còn Thiền Tông mình cản thì không thể được. Bởi vì cái Thiền Tông này mình không có thể khuyên người ta tu mà cũng không cấm người ta tu. Cái Thiền Tông này nó giống như mình là thế gian, giống như mình giỡn với lửa vậy đó. Nó có thể đốt mình chết luôn, có thể làm phỏng mình luôn. Thành ra cái giỡn với vật lý không ăn thua, mà vô cái Thiền Tông này
Vì thế mà Đức Phật ổng còn cảnh cáo trước khi mà 7.000 người, trên 7.000 người đi, ổng nói là các người vị mà trong cái số tăng này gọi là, ổng gọi là tăng thượng mạng, tăng thượng mạng gọi là tăng khinh chê, thiên chê cái thiền tông. Sẽ đi đến cái hầm lửa mà ở đây gọi là hầm 10 tỷ năm đó. Bởi vì từ xưa tới giờ không ai dám giải thích được cái hầm này. Mà đợi thiền tông nó ra đời lâu, nó chuẩn quá lại thì ta cảnh báo rằng cái hầm đó Đức Phật gọi là hầm lửa, có nghĩa là cái hầm ánh sáng mặt trời, chứ không phải nhỏ đâu. Còn mình ở đây nói là cái hầm 10 tỷ năm, nó giữa biên giới, giữa đất chịu nhiệt và đất nhân quả. Thì cái thiền tông đó nó giải thích cái vị trí cái hầm này nó nằm ở đâu luôn. Còn Đức Phật chỉ nói cái hầm lửa mà ông không có nói cái hầm nó nằm ở đâu. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là rất rõ ràng cái phần này. Nên về đọc cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa nghiên cứu lại. Chính Đức Phật đã cảnh cáo những cái người mà bỏ đi nè, 7.000 người bỏ đi. Nếu một vị tăng nào mà có cái ấy tăng thượng mạng, chắc chắn thì vô cái hầm lửa này. Thấy không? Tâm thượng mạng là tất nhiên là khinh chê mà. Khinh chê cực kỳ khinh chê luôn đó. Thì sẽ đi vào cái hầm này. Bị theo cái quy luật nhân quả nó rất nặng nề. Vì thế mà trước khi, tại sao Đức Phật phải nói cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này sau cùng? Vì ổng nói sau cùng để rồi khi mà kết thúc cái kinh này thì ổng mới viết ra một loạt quyền ký và giáo lý đạo Phật. Nó để cảnh cáo các môn đồ ổng vậy thôi. Nhưng mà ổng đã nói biết rằng cái đời mạt pháp là tiền tài danh lợi nó cao nhất, thành ra môn đồ ổng 10 người mê muội cả người, 10 người đi theo hết, đi theo tiền tài danh lợi, chứ tới đời mạt pháp không có người nào mà tu chân chánh, tu giác ngộ giải thoát hết. Vì thế mà chúng ta thấy rằng cả thế giới này, chứ không phải nói cái nước Việt Nam, chưa có chùa nào dám chạy giải thoát. Để ý đi, từ các nước tu theo tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chưa có chùa nào dám dạy giải thoát. Nhưng mà có một điều là họ nói dữ lắm. Họ nói đã đời rồi nữa, mình làm vậy là giải thoát. Họ cắt gọn là mỗi câu, họ không hiểu cái công thức giải thoát như thế nào. Thấy không? Kể cả 10-1 chăn trâu nó tu thành con trâu trắng nó thành là giải thoát. Họ không hiểu cái công thức giải thoát như thế nào. Mà muốn bây giờ đó thì mình cũng không khuyên tu thiền tông làm gì. Khuyên coi lại cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất, Đức Phật nói rất rõ ràng cái này. Nhưng mà nói đúng ra là tại một số thầy dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà dịch sai. Cố tình bỏ những cái chuyện mà gọi là Đức Phật muốn dạy. Mình phải hiểu thế này. Nếu muốn tu thiền tông mà thì phải nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước, thấy chỗ nào thuận lý thì vô. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ổng chỉ rất nhiều cái điểm. Mà thứ nhất là ổng cảnh cáo tăng thượng mạng. Tăng mà gọi là thượng mạng là ai nói gì cũng chê đó. Thượng mạng tăng là vậy. Rồi tôi hỏi tiếp đi. Cô bảy ạ, tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại để cảnh núi Linh Thiếu? Ý nghĩa núi Linh Thiếu là gì? Xin thầy giải thích cho con hiểu ạ. Chữ núi Linh Thiếu này, chứ linh là cái con linh thú, là con chim linh thú. Trên cái núi nó có hình giống như con chim. Mà cái nơi này là nơi Đức Phật ổng dạy kinh nhiều nhất. Thấy không? Ông ở dạy xung quanh cái núi này nè. Cái núi này ai có đi qua Ấn Độ là cái núi này rất hang động rất nhiều. Thường thường trong thời gian dài Đức Phật ở xung quanh cái này, để ông từ kinh tiểu thừa, đại thừa, ông có viết từ nơi chỗ này đi ra. Mà đặc biệt là cái núi Kỳ Sầu Quật là cái nơi để mà viết cái quyền ký và giáo lý để truyền cho hậu thế. Mà cũng truyền cho hậu thế, cũng truyền từ cái vùng này. Thì bây giờ nói chuyện là mấy ngàn năm trước thì Đức Phật lưu lại vậy, thì mình cứ nói vậy thôi. Chứ sự thật mà bất cứ ai đi qua bển
đứng ở xa xa nhìn cái núi giống như con chim, con chim liên thú thì người ta gọi là linh sơn. Chứ đó nó ý nghĩa nó vậy thôi. Mà cái vùng này là cái vùng Đức Phật viết kinh nhiều nhất, bởi vì trong này nó có nhiều cái hang động thích hợp, thích hợp thanh vắng để mà dạy dạy cái đạo Phật này. Vì thế mà cái núi linh thú á thì nó được xếp vào. Vì thế mà ở trong câu kinh đó, Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật, là cái nơi là nơi là gì? Nơi cái núi này là giải thích về Phật, về giác ngộ giải thoát, là xung quanh cái núi này. Thì nó có cái cốt tích, cốt tích như vậy thôi. Thành ra dường như trong kinh nó thường đề cập đến cái núi linh thú gì đó. Linh thú là núi Linh Sơn đó. Chứ sự thật trên mặt bằng của núi Linh Sơn nó không có lớn đâu, nó cũng chứa được chừng chưa tới 100 người ha. Vậy nó là cái đồi thôi, nếu mà tính cái núi, chứ sự thật nó là cái đồi thôi, chứ không có lớn đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Cùng cuối trong phim Chuyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được Phật Tổ phong cho chức đấu chiến thắng Phật. Vậy con xin hỏi thầy, tại sao Tôn Ngộ Không khi được phong là thành Phật thì chiếc vòng kim cô trên đầu tự nhiên biến mất ạ? Xin thầy giải thích cho chúng con biết. Thế cái kim cô này là cái gì? Là nói cái vật chất nó bao con người. Khi mình ngộ rồi thì cái vòng kim cô tự biến mất. Thấy không? Có nghĩa là cái vòng kim cô này là nó đầy vật chất, nó bao một con người. Mà khi con người hiểu về Thiền Tông thì tự nhiên mà buông, thì dòng kim cô nó tự mất. Dòng kim cô tương đương. Bởi vậy nếu mà hiểu rồi thì mới biết cái dòng kim cô nó là cái gì. Mình buông thì nó bung ra. Thì Thiền Tông phải tu là tương chưa buông. Bởi vậy thành ra Tôn Ngộ Không nó có cái đầu tiên là gì? Nó phải dụng công một hành giả tu. Sau cùng nó không còn tu thì nó biết buông, thì nó mới đúng trở lại thành là một cái tôn hành giả đúng nghĩa của nó. Bởi vì cái Tây Du Ký này là nói cái cuộc đời của một con người để đến khi thành Phật. Nhưng mà có một điều là nó không có hiểu được cái Thiền Tông này, mà nó chỉ hiểu được căn bản thôi, nó không có hiểu được cái cốt tủy. Vì cái cốt tủy nó chưa có công bố ra, vì nó công bố tại ở nước Việt Nam. Khi nào mà công bố quyền ký ra mà đọc hết cái lời công bố ra đó, đọc được cái quyền ký thì người ta mới hiểu. Chứ mà ngày xưa đó nói về ngũ thú tập cư là mấy người kia không hiểu ngũ thú tập cư là cái gì. Nó thành ra người ta không hiểu. Mà hơn nữa cái công thức tu để mà thoát ra cái quy luật này là chưa có ai dạy. Mà sau khi cái quyền ký Đức Phật công bố ra thì công thức này mới dạy. Vì thế mà tất cả người Việt Nam hoặc là người nước ngoài họ tu là họ tu tiểu thừa thôi, hoàn toàn không biết tu. Họ không có hiểu cái khái niệm của đại thừa, chứ đừng có nói chi là Thiền Tông. Vì thế mà có nhiều nơi họ cũng tổ chức nói tu Thiền Tông, sự thật không phải. Là vì cái quyền ký này công bố lần thứ nhất chỉ là công bố 60% thôi, còn 40% không hiểu. Vì thế mà 40% hiện giờ cũng chưa được công bố. Mà may mắn là cái Thiền Tông nó công bố ở Việt Nam, thành ra những cái bí ẩn của Thiền Tông được những người hỏi, người ta đã trả lời rồi, trả lời biết căn bản đó rồi. Chứ bây giờ tất cả những chùa và hoặc mấy thầy hoàn toàn không ai biết ngũ thú tập cư và nhiệm vụ của năm loài này là cái gì, không ai biết. Chỉ Thiền Tông mới nói được cái này thôi. Mà Thiền Tông mới giải mã được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả những người các thầy mà kể cái dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoàn toàn không
không dịch được luôn. Dịch là mà không hiểu được cái sâu màu của nó. Nếu mà hiểu được thì người ta sẽ nói được cái tánh Phật là gì, tánh người là gì, hoàn toàn không biết. Thì bây giờ mình cũng may mắn là được nhà nước với giáo hội cho công bố quyền ký ra. Đây là cái thuận tiện để mà mình mới dễ nói ra được cái đạo Phật Thiền Tông này. Mình mới nói được cái tinh hoa đạo Phật này. Nếu mà không cho công bố quyền ký, hoàn toàn cái tinh hoa đạo Phật không nói dám nói. Mình mà may mắn là được nhà nước cho công bố, được giáo hội cho công bố, thế mà mấy ông thầy còn chửi. Nếu mà không có nhà nước và chưa công bố ra thì mấy ông thầy đóng cửa luôn chứ không có chửi luôn. Mấy ông dùng áp lực mà, áp lực đóng cửa liền tại chỗ chứ không cần ấy đâu. Mà may mắn là luật pháp mình là rất đúng, mà ổng còn đi trên luật pháp luôn. Ổng tư cách là nhà nước cho phép, giáo hội cho phép, mà mấy ổng còn làm hùng làm hổ vậy đó. Mà may mắn là ổng bị cản trở là vấn đề cái Thiền Tông này nó ra bằng luật pháp, nó mới tồn tại được. Còn nếu không ra bằng luật pháp, chắc chắn 24 tiếng đồng hồ cái chùa này đóng cửa liền. Đó, mình cũng may mắn. May mắn là bây giờ mới hiểu là Thiền Tông ngũ thú tập cư và nhiệm vụ của mỗi loài. Tánh người, tánh Phật, nhân quả, luân hồi người ta đã nói trắng ra rồi. Vì thế mà tôi nói rằng chùa Thiền Tông có hai nhiệm vụ: dạy người ta giác ngộ, dạy người ta giải thoát. Hai nhiệm vụ này đã làm xong. Còn những 40% bí mật là của người khác. Nhưng mà nếu mà giáo hội đồng ý cho cái tái bản cái quyển mà quyền ký, thì quyển giáo lý mặt mày sẽ được công bố ra. Nếu mà cái chùa Thiền Tông Tân Diệu cho công bố giống như quyền ký thì tôi công bố nó cũng nằm ở trong cái dạng của tỉnh thôi. Còn nếu mà giáo hội đồng ý lấy công bố thì tôi giao cho giáo hội. Giáo hội sẽ công bố ở cấp quốc gia và mời dân thế giới đến xem, đến học cái tinh hoa đạo Phật này. Còn nếu không ấy thì thôi chứ biết sao. Giờ thì cũng nói cho biết là tuổi tôi này cũng lớn rồi, thì không thể cầm cự 1-2 năm nữa thôi chứ không thể lấy được. Bây giờ thì bắt đầu có khi tôi nói nó bức hơi hồi nào cũng hay à, nó thiệt à. Thì cũng mới ráng thôi. Nếu cho thì tiếp tục, không cho là thôi. Thì vì cái sức khỏe tôi nó cũng đi theo cái tuổi mà. Thế giới vật lý nó phải vậy. Thì cao lắm thì cũng cầm cự 1-2 năm nữa chứ không có. Nếu mà giáo hội đồng ý cho tái bản cái quyền ký thì quyển giáo lý sẽ được công bố ra, còn không ấy thì phải trả về không gian. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 9 ạ. Lúc đầu con đang niệm Phật hàng ngày rất chăm chỉ, có một cháu gọi con đến thất của Thiền Tông và hỏi con về tánh thấy, nghe và biết. Rồi con hỏi, cô có bỏ niệm Phật để theo pháp môn Thiền Tông được không? Con không suy nghĩ, trả lời ngay là được. Tối hôm đó, con nằm ngủ, con bị đau đầu và toàn thân ê ẩm rất khó chịu. Bị đau kiểu gì khó tả lắm ạ. Con cảm giác như không chịu nổi. Sáng hôm sau, con dậy sớm, quỳ trước bàn thờ Phật, sám hối thì hết. Con xin thầy giải thích cho con hiện tượng này gì là gì ạ? Con ngắn gọn giải thích, đừng có hỏi dài quá, ngắn gọn. Trước đây á, là cái cô này á, tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật, thì có người bạn dẫn sang Thiền Tông thất và có giải thích cho cô về tánh nghe thấy biết và hỏi cô có bỏ niệm Phật và theo pháp môn Thiền Tông được không. Cô chấp nhận. Thì tối hôm đó về bị đau đầu và ê ẩm toàn thân, hiện tượng này là như thế nào ạ? Bây giờ mình phải hiểu á, niệm Phật là cái gì? Niệm là nhớ. Mà nhớ Phật, Phật nào đây? Phật mình không nhớ mà mình nhớ Phật bên ngoài. Phật bên ngoài có ở đây không? Hay là ngũ thú tập cư? Có chừng rồi. Niệm Phật hiện giờ là mình nhớ ngũ thú tập cư, nhớ ông Phật bên ngoài,
Ông Phật bên ngoài đó là ai? Là Thánh đó. Bây giờ mình mời ông Thánh nó vô rồi thì bây giờ mình làm bất cứ gì đưa chuyện khác vô là nó không chịu, nó làm cho mình đau thì thôi. Cái đó là cái quy tắc tu thiền tông phải hiểu. Cái căn bản là ngũ thú tập cư, thần có nhiệm vụ gì, người có nhiệm vụ gì và cô hồn có nhiệm vụ gì. Bây giờ đây mình nhớ Phật mà tưởng Ngoại Di Đà, Ngoại Di Đà đâu ở đây, thì ông Thánh phải nhào vô, ông hiện Ngoại Di Đà rồi mình thấy, rồi mình thích rồi đưa ổng vô, đưa vô cái tàng thức của mình. Rồi giờ mình mới đưa cái thiền tông này vô, nó không chịu, nó quậy, ông kia chạy ra, ông kia trước khi chạy ra ông quấy giật mình. Giật mình chịu nổi không? Nếu mình chịu nổi thì mình bỏ cái thiền tông này theo ổng. Còn nếu mà mình chịu mình bỏ thiền tông thì mình sao đây? Nếu mình vô, bởi vì tôi nói là vô thiền tông bỏ thiền tông coi chừng. Giống như con người ta ăn được nhưng mà ói ra không được. Nên nhớ một điều, con người ta ăn được nhưng mà ói ra khó. Mình phải, bởi vì người ta khuyên tu thiền tông phải cho kỹ. Liệu tu nổi thì tu, tu nổi thôi. Liệu ăn được thì ăn, ăn được thôi. Chứ đừng có ăn rồi ói ra là cho chết. Bởi vì bây giờ bắt đầu tôi nói về chiều sâu của thiền tông. Nên nhớ rằng tu vật lý không ăn thua gì. Tu vật lý là những cái hiện tượng là thế giới này, ngũ thần người, ngạ quỷ nó làm những hiện tượng thôi. Còn thiền tông nó vạch trần ra hết. Mình liệu vô nổi thì vô, còn vô không nổi thì rút lui. Chứ đừng có vô đây rồi khúc đó muốn đi ra không biết làm sao. Mà là phải chịu cái hậu quả. Bởi vậy tôi nói thế giới vật lý này về nhân quả vật lý rất đơn giản. Nó không ăn thua gì hết. Còn thiền tông là khác à. Thiền tông giống như mình lái máy bay á, có lái nổi không? Nếu mà lái không nổi thì sao đây? Nó rớt rồi coi sao đây? Còn mình mà tu vật lý thì nó có mấy cái loại, một đi bộ, hai chạy xe đạp, xe gắn máy, ô tô thôi. Nó có đụng cũng còn sống à, nó có đụng thì còn sống được. Nó mình phải hiểu cái thế giới này. Vì thế mà bây giờ thiền tông bây giờ bắt đầu ta nói trắng ra để chi? Để nó cảnh cáo rằng cái người tu thì nên cố gắng. Nếu không được thì trở lại dòng tộc đi luân hồi đi. Chứ đừng có thề thốt rồi tu tới này kia nọ. Mà trong khi đó mà đã đi vào rồi mà không thoát ra được rồi thì nó rất nguy hiểm. Đó, cái thiền tông nó rất khó vậy chứ không phải đơn giản. Vì thế mà ông Phật á, tại sao ngày xưa không dám dạy người kia gì? Cái ngày xưa là cái thời kỳ, cái trí khôn của người ta nó thuộc về thời kỳ đầu đồng. Có nghĩa là hiểu về cái gì linh thiêng thôi. Bây giờ là cái thời kỳ nguyên tử là nó hiểu về không gian, rồi điện từ. Thì mới nói cái thiền tông này được. Mà bây giờ á, bởi tại sao mà nói thiền tông mà mấy ông thầy vật lý chửi? Bây giờ mấy ông thầy vật lý là cái khả năng của ổng là thời kỳ đồ đồng thôi. Chứ trí khôn ổng là thời kỳ đồ đồng thôi. Chứ làm sao tụi qua cái thời nguyên tử được. Vì thế là ổng chửi cái đó là cái bình thường. Nhưng mà nên nhớ rằng chửi thiền tông có nghĩa là từ chối thiền tông. Thì sau đó thì mình sẽ đi đâu đây? Từ chối thiền tông là giác ngộ giải thoát. Mà từ chối giác ngộ giải thoát thì mình phải đi theo con đường nhân quả luân hồi của trái đất này. Mà nhân quả luân hồi trái đất này á, nếu mà nó nặng lắm á, thì 18.000 năm thôi. Nó còn đối với 10 tỷ năm, 18.000 năm không bằng thùi. Nó mình phải, còn nếu mà xâm phạm thiền tông, bởi vì Đức Phật có nói một câu tội mà chửi Đức Phật không? Cao lắm mà xuống 18 tầng địa ngục ở thôi. Còn nếu mà khinh chê cái này thì anh phải xuống cái hầm 10 tỷ năm. Thì coi 10 tỷ năm với 18.000 năm cái nào nhiều hơn. Vì thế Đức Phật cũng nói, vì thế mà chửi Như Lai tội không bằng, tội không ăn thua gì đối với cái 10 tỷ năm này. Đó, vì thế mà thiền tông bây giờ bắt đầu người ta đi nói dần dần, nó nói sâu vào, mà ta nói rõ luôn. Mà hiện bây giờ đó thì tất cả kinh Đức Phật có để lại hết chứ phải không? Nhưng mà người ta không muốn,
mấy ông thầy không dám đọc kinh, đọc kinh mà cũng không dám giải thích kinh nữa. Trong mấy cái bộ kinh mà cái kinh cứ giống như kinh Kim Cang, nó nói rõ ràng, rồi cúng dường diệu pháp liên hoa, kể cả trường A Hàm, kinh trường A Hàm Đức Phật cũng nói cái vấn đề nhân quả rất nặng, mà tại người ta không để ý thôi. Thiền tông mà cái người mà tu đạo Phật á, nếu mà anh hiểu về giác ngộ giải thoát đi dạy người ta, còn không thôi ngồi ở nhà đi, đừng có ngồi đó mà bắt dạy ngồi thiền này ngồi thiền kia, mắc rồi niệm Phật này kia. Cái chuyện thế giới vật lý thì anh phải nói là cái này á, nó không có giải thoát được đâu, ngồi thiền không có giải thoát được đâu. Dám ai dám nói cái đó? Ai dám? Ông chưa có ông thầy nào dám nào cái ngồi thiền hoàn toàn không giải thoát được, ngồi thiền chỉ thành A La Hán thôi, chưa có ông nào dám dạy cái này. Nó người nào mà muốn giảng mà nó đúng thì phải dám giảng là ngũ thú tập cư, nhân quả luân hồi. Người nào dám giảng cái này thì mới gọi là mà là một thầy, một vị tăng chân thật. Còn một vị tăng mà nói rồi để giấu người này lừa người kia, bởi vì giấu lừa người ta mới cúng cho mình. Còn nếu mà nó trắng ra không ai cúng. Bây giờ nói suy nghĩ đi, nếu mà nói về kinh Tứ Thập Di Chương cúng dường đi, nói chuẩn ra có ai cúng cho ông thầy đồng nào không? Cúng một dạng Đức Phật còn không bằng cúng một vị đạo nhân vô tương, mà giờ đi kiếm một ông Phật cũng có mà không một dạng, làm sao cúng đây? Đó mình suy nghĩ vậy đây. Nếu một vị thầy nào chân chính dám giảng cúng dường, đem bộ kinh Tứ Thập Di Chương ra giảng đi. Mà bộ kinh Tứ Thập Di Chương nói rất rõ ràng, không có giấu bất cứ cái gì hết. Mà bây giờ đa số người ta đưa kinh ra những cái mà yếu điểm người ta không nói, mà ta nói cái gì có lợi cho mấy ổng thôi. Đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 10 ạ. Thầy cho con hỏi, cách đây vài tháng con hỏi thầy về hiện tượng con nghe đài đọc sách có đoạn hay, con có bị hiện tượng rợn người như có luồng điện chạy khắp toàn thân. Thầy nói đó là cảm ngộ. Hôm khác con nghe thầy nói sự cảm ngộ chỉ có một lần thì tốt. Đợt gần đây con nghe một chị đọc bài kệ tại diễn đàn, con thấy hay, con có hơi rợn người một chút rồi hết. Vậy con xin thầy cho con hỏi, có phải hiện tượng của con như vậy là không tốt hay không? Nếu không tốt thì con phải làm gì để không bị xảy ra hiện tượng như vậy ạ? Con lặp lại. Cái hiện tượng mà khi nghe đài hoặc là đọc sách mà gợn người á, thì là thầy có từng giải thích là do cảm ngộ, mà nhưng mà chỉ xảy ra một lần mà thôi. Nhưng mà một lần nữa thì có người này nghe cái bài kệ ở trên diễn đàn cũng gợn người, vậy thì cái hiện tượng này là có tốt hay không ạ? Hiện tượng sao? Cái cảm ngộ là khác rồi. Đầu tiên là cảm ngộ do nghe máy đọc sách gợn người, rồi kế tiếp nữa là gần đây nghe cái bài kệ trên diễn đàn cũng gợn người thêm lần nữa, vậy thì cái hiện tượng này tốt hay xấu ạ? Thì nếu cảm ngộ sâu, ban đầu là ngộ cảm, ngộ từ từ sâu, gọi là cảm ngộ sâu. Thì tất cả những người mà cảm ngộ thì hoàn toàn có công đức á. Công đức bắt đầu nó mở thì mới cảm ngộ được. Còn cái sâu cạn là do tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà công đức nhiều thì cảm ngộ sâu hơn, công đức ít thì nó cảm ngộ ít hơn, nó có chỉ vậy thôi. Vì thế mà cái người mà cảm ngộ lần thứ nhất nó khác hơn cái cảm ngộ lần thứ hai. Cảm ngộ thường hai là nó cảm ngộ sâu hơn. Rồi hỏi tiếp đi. Hay là còn thắc mắc gì thì hỏi tiếp về cái phần này. Con không có gì thắc mắc ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. À, chúng con hiện tại đã hết câu hỏi. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Hello. Tiếp theo, câu đầu tiên là: thưa bác, ngài Duy Ma Cật thông suốt thiền tông,
mà tại sao các chùa bây giờ lại không thờ Ngài trong các chùa bây giờ ạ? Bây giờ đó tất cả các đời gọi là người ta gọi là ống kỳ thị. Tất cả những gì tu về kiến chấp và kỳ thị. Ngày xưa tại vì có ông Phật ngồi đây, ông Phật ra lệnh cho ông Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật mới được nói. Chứ nếu mà ông Đức Phật mà không nói ra lệnh cho ông Duy Ma Cật thì ông Duy Ma Cật không có nói. Nhưng mà bây giờ người ta chết cái câu này nè, kêu bằng sa môn thuyết tỳ kheo thính được, còn cư sĩ thuyết sa môn không được quyền nghe. Đây là cái câu chết tà khóa của mấy ông vật lý. Có nghĩa là tất cả những người cư sĩ nói ra hoàn toàn bác hết. Nghe không? Vì thời này không có ông Phật. Chứ nếu có ông Phật ông ra lệnh thì cư sĩ được quyền nói. Vì thế mà tất cả những người tu hiện giờ tu bằng kiến chấp sai lệch. Sai lệch cái lời nói của Đức Phật ngày xưa. Bởi vì trong cái Đức Phật ông nói là cái người nói bất cứ là ai mà nói về sự thật, người đó dù người nào thì bởi vì mình muốn nghe là nghe cái lời nói, còn cái người nói không quan trọng. Nếu truyền tông phải căn bản này, cái người nói không quan trọng, người đó là có học không học không thành vấn đề. Nhưng mà nói đúng tôi tin, nói không đúng không tin. Dù ông là cái gì đi nữa, ông dù có tiến sĩ hay là hòa thượng, anh nói sai thì vẫn bác là sai. Đây là trong kinh Đức Phật nói dạy phần này là cái mà không có cái người nói ra, đừng có chấp người đó là ai. Nghĩa là ai nói đúng thì người ta nghe thôi. Vì thế mà trong kinh có nói mấy câu này. Một đứa trẻ 6 tuổi nói mà nói được cái chân thật thì vẫn hơn cái ông 100 tuổi mà nói sai. Đây là cái câu đó Đức Phật khẳng định vậy đó. Tuy nó nhỏ đó mà nó nói đúng. Còn cái ông người già tu mấy chục năm nói tầm bậy thì cũng không có theo cái này. Vì bởi vậy kêu bằng y nhân thuyết chứ không phải y nhân kinh. Do cái người đó là cái người nào nói ra bằng sự thật, mình xét đúng là mình tin. Mà bây giờ tại vì mấy ông thầy bây giờ cứ nói là ông thầy nói thì đúng, một cư sĩ bắt buộc anh phải quỳ lại người ta, học mà với mấy ông thầy. Đây là cái lối cột của người ta lại, không cho người ta phát triển về trí tuệ. Vì thế mà thời này muốn phát triển trí tuệ thì con người phải trang bị bằng cái đầu óc thực tế và khoa học. Còn cái thời kỳ đồ đồng đồ đá bỏ đi, nó không còn phù hợp nữa. Vì cái thời kỳ đồ đồng đồ đá là người ta sống về tưởng, vì cái tưởng mà nó sai. Vì thế mà mấy ông thầy hiện giờ triệt để về cái tưởng. Vì thế mà mới có một ông thầy ngồi trên cao nói bao nhiêu người ở dưới nghe, không được quyền hỏi lại, tuyệt đối và không được quyền hỏi lại. Nên nhớ rằng tất cả những ông thầy hiện giờ mà giảng bất cứ chưa có cái chùa ông nào mà dám cho hỏi tự do, hoàn toàn không có. Vì ông muốn cột lại mà cột cái người nghe, anh phải chấp nghe tôi cho anh không được có cãi tôi đó. Bởi vì người ta kêu bằng gọi là ta kêu bằng ngu quá người nghe. Bây giờ đi từ Bắc chí Nam, có cái ông thầy nào mà có 5-7 bằng tiến sĩ hoặc hòa thượng dám cho hỏi tự do không? Hoàn toàn không ai dám đâu. Vì thế mà ông Phật biết trước. Vì thế mà mấy cái thiền tông là phải công bố ra, tuần tự phải công bố ra mới được quyền nói cái này. Còn nếu mà không về luật pháp, không công nhận anh nói cái này không được, thì nó sẽ dẹp được mấy cái ông thầy mà gọi là lợi dụng đạo Phật, tới dẹp cấp tốc liền. Cái chùa này không được phép, không công bố ra, chưa chắc ai dám ngồi đây mà giảng cái này, chưa dám trả lời. Mà mai là luật pháp đã làm rất đúng bài bản, mà sau cùng còn sống không nổi với mấy ông thầy à. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là
Thưa bác, vì sao Thiền Tông thực hiện theo đúng pháp luật mà chỉ có tồn tại được 100 năm thôi ạ? Bây giờ cái Thiền Tông này ngày xưa mà Đức Phật nói ra còn không ai chịu nổi. Ông Phật là ai? Là một thái tử, con có dòng vua đàng hoàng mà nói cũng không dám nói được. Chính Trần Nhân Tông cũng không dám nói cái này. Thì giờ hậu lai căn cứ vào đâu? Căn cứ vào luật pháp mới nói được cái phổ biến này. Luật pháp nó có chia là nhiều loại. Luật pháp cái quyền ký phải nhà xuất bản tôn giáo cho phép. Đây là cái luật về chuyên nghiệp của người ta. Rồi cái nhà xuất bản về văn học và luật cho phép. Đây là hai căn bản để ấn định cái quyển quyền ký này là rất khoa học và rất tôn giáo. Rồi thứ hai, bây giờ muốn nói này ra thì phải nhà nước cho phép công bố ra. Mà ở địa phương cao nhất là cái gì? Là tỉnh. Thấy không? Mà giờ tỉnh nó đồng ý nó cho thì còn cái gì hơn? Rồi nếu kèm theo cái tôn giáo nữa thì ở địa phương cái tôn giáo cấp tỉnh là cũng là cao nhất rồi. Thì nó hai cấp tỉnh của Long An và huyện Đức Hòa cho phép ở này. Còn về luật pháp thì ở tỉnh và huyện và xã. Đây là cái luật pháp nó rất rõ ràng như vậy. Mà trước khi công bố này ra, mình không phải âm thầm công bố đâu. Mời chính quyền, giáo hội, rồi thông tấn, rồi các báo chí nó đến nó giữ. Mà cái ngày công bố được quyền hỏi tự do, cho hỏi tự do. Nhưng mà cũng trong ngày đó tôi nhớ ngày báo chí không hỏi được bao nhiêu người. Báo chí được có 2 người hỏi thôi, vì họ không có trình độ này. Nhưng mà thôi thì cũng có người tham gia. Bởi vì cái Thiền Tông mới ra đời nó cũng lạ quá đi. Nó không có đúng lại với mấy cái sự hiểu biết của người ta mấy chục năm về trước. Bây giờ cái Thiền Tông này, bây giờ nó bởi vì Thiền Tông nó ra đời, công bố ra nó khuynh đảo, nó quay 180 độ liền. Mà mình không tuân thủ đúng luật pháp thì chắc chắn cái Thiền Tông nó không phát triển được. Hiện giờ Thiền Tông nó phát triển được 2 năm mấy là vì nó nhờ cái luật pháp cho công bố. Và nhà nước muốn thu hồi cái này thì ảnh phải ra bằng cái văn bản, một công văn thu hồi lại. Mà ông nào dám cái này? Luật pháp đã ban hành ra rồi thì bắt buộc phải cho người ta thực thi, người ta sống. Bởi vì trong tất cả các nơi sống làm việc theo luật pháp, mà mình làm đúng thì làm sao mà thu hồi được? Từ trường hợp mình ra nói tầm bậy thì người ta sẽ thu hồi. Còn mình đâu có nói về tầm bậy, mà nói về khoa học, nói về thực tế, xóa mê tín gì đó, thì cái Thiền Tông nó mới tồn tại tới được 2 năm. Mà Đức Phật ông nói là khi công bố thì cái này nó sẽ lưu hành được 100 năm thôi. Không hơn. Đây là nói là dài nhất, chứ sự thật có thể đó nào nó sống nổi 100 năm không? Bây giờ nếu mà cái này mà công bố ra thẳng thét rằng không thể sống nổi 100 năm. Bây giờ mà nếu có thể, một, Thiền Tông ra đời vật lý phải ẩn lại. Bây giờ nói này, bây giờ nói về cúng tụng lại lục cầu sinh nó thuộc vật lý. Nếu mà Thiền Tông ra đời thì không ai cúng rồi chùa làm gì đây? Mười mấy ngàn ngôi chùa cất ra để làm gì? Không cúng thì tụng thôi. Rồi có thể là Thiền Tông sống thì vật lý phải hạn chế lại, không nói dẹp, phải hạn chế lại, đi cho đúng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thưa bác, vì sao 36 vị tổ cũng kiến tánh mà lại không được kinh vô tự, trong khi Long Nữ lại đọc được kinh vô tự ạ? Cái gì? Tại sao 36 vị tổ lại không đọc được kinh vô tự mà Long Nữ lại đọc được kinh vô tự? Cái chuyện này đã nói rồi, chuyện này là giữa ông Thích Ca với Long Nữ đã hợp đồng thì có cái hạt Minh Châu người ta mới xem được. Mà bây giờ cái kinh vô tự này, bây giờ ta xem bằng gì? Bằng máy điện tử mở được cái này.
Ai bây giờ có máy điện tử hiểu mã số đều mở được hết. Nhưng mà cái này khi nào công bố thì tôi sẽ chỉ, chứ bây giờ chưa công bố làm sao chỉ. Mới vừa rồi đó tôi thấy là rất nhiều người thầy cũng tiếp cận này nó để về đọc cái kinh vô tự này. Có nhiều thầy nói mình thấy cái này người ta còn mê tín nữa. Ông gặp tôi á, ông nói là tôi là ông Thích Ca xài xuống để đọc kinh vô tự. Tôi không có giấy giới thiệu của ông Thích Ca không? Ông không có. Có làm sao tin ông? Thấy không? Có người ta nó vậy, cái tánh nó vậy. Mà tôi đã nói rồi, cái kinh vô tự này, cái tức nhân cái quyển giáo lý này, anh phải phổ biến bằng cái gì? Số tiền bao nhiêu biết không? Xây mấy cái cầu Mỹ Thuận cũng còn thiếu nữa chứ đừng có nói. Mà người ta không hiểu cái này. Mà ai có đủ tư cách để xem cái này? Tôi đã nói rồi, đâu phải ai muốn có. Ông cạo cái đầu rồi ông nói tôi là Thích Ca, hoặc là ông nói có nhiều người ông nó quen ông này ông kia. Tôi nói ai cũng được, nhưng mà có giấy với trắng mực đen giới thiệu đây, tôi đưa cho coi đó. Đó còn người ta nó có tham vọng vậy đó. Mình cái ABC chưa biết mà mình đòi đọc tiếng Tây tiếng Tàu, mình nói tầm bậy. Bởi con người ta đó, nội cái mà cái tư tưởng như vậy á, xin lỗi cái là nó tham quá đi, nó tham nó xếp vào cái người gọi đại tham đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là thưa bác, người học thiền tông được truyền hiền rất lâu và được có công đức trong sáng, nhưng tại sao lại vẫn bị thánh cô hồn nhập vào ạ? Bây giờ mình có công đức trong sáng, nó cũng phải bồi hết. Thì cô hồn nó nhập này, nó không phải là tự nó muốn nhập đâu, mà mình muốn nó vô. Mình có công đức mà giờ nó đen thùi, ổng đâu có sợ đâu. Mà hơn nữa mình muốn mấy ổng nhập vô, chứ đâu phải mấy đâu. Muốn cô hồn nó nhập vô để nói chuyện quá khứ vị lai. Đa số nhiều người được truyền thiền mà còn đọc kệ, đọc thơ của cô hồn. Nhưng mà mình thôi, mình nói cho biết vậy thôi. Chứ bây giờ ta đã nói là 95% đi lại thì mấy mươi phần trăm này đâu có thua gì. Tôi có nói là 95% đi lại, nhưng mà trong đó nó có 10% trong 95% này vào thiền tông để phá cái thiền tông này. Tìm cách len lỏi để phá cái thiền tông. Mà giờ tôi không nói ai, thì người nào ra mặt chống đối là người đó đó. Nó mình phải hiểu vậy. Vô thiền tông mình không lo giác ngộ giải thoát, mà mình vô được kiếm đủ chuyện hết. Thì thôi mình phải nói, bởi vì có chuyện xảy ra thì tôi phải nói thôi. Rồi ai kêu bằng vô đây phá tự người ta biết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu vô sanh pháp nhẫn có ý nghĩa như thế nào, xin bác giải thích cho con hiểu. Vô sanh phải không? Pháp nhẫn có nghĩa là mình học cái này là phải nhẫn nhục. Vì cái thiền tông này người ta chửi ghê lắm. Cái thiền tông này vừa nói ra thì nó chửi vừa. Vừa nói ra thì chắc chắn người ta chửi. Thành ra mình phải nhẫn nhục. Vì thế mà Đức Phật có nói một câu nè: nếu anh mà công bố quyền ký ra là anh phải nhẫn nhục, còn anh không nhẫn nhục anh không có đủ tư cách công bố này ra. Nên nhớ rồi, nói về cái pháp thiền tông là anh phải nhẫn nhục anh mới nói được. Còn không nói thì anh coi chừng. Người ta nói một, anh cãi một là anh coi chừng. Theo quy tắc vật lý nó đập là anh chết rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Các loài như trời, thần, người, súc sanh được sinh ra đều phải do chung ấm thân nhập vào thai mẹ thì mới sinh ra được. Vậy cái cây được hình thành như thế nào, chung ấm thân nhập vào sinh ra cái cây mới như thế nào ạ? Cái cây này nó sinh ra thì nó sinh bằng cái điện từ, nó hút bằng cái điện từ âm dương.
cây này cây kia nó cũng ra bằng vậy, nó bằng hút bằng điện từ. Vì thế mà mình thấy cái cây nó sự thật ở trong đó, cái cây nó có cây đực cây cái đúng không ạ? Cây đực là cây dương, cây cái là cây âm. Vì thế mà các bông hoa nó gieo nhau bằng cái hương hoa, hương hoa âm và hương hoa dương, thì cái bông cái trái nó mới kết dính, nó mới ra được. Thấy không? Mình thấy nó bình thường đấy, chứ thực cây nó vẫn có. Mà nó điển hình nhất là cái cây chuối, có cây chuối đực, cây chua cái. Tại vì cái khả năng mình ấy, chứ cái, tất cả nhà khoa học đó, nó nhìn thấy cái cây, nó biết cái cây đó là cây đực, cây cái, nó biết. Thấy không? Nó hiểu này. Con người bất cứ cái gì cũng phải có âm dương mới sanh hóa được, không âm dương không sanh hóa được. Rồi còn cái đó thì nó sâu xa, cái đó nhà khoa học nó phân tích được, hiện giờ nhà khoa học nó phân tích được. Nhưng mà cái đó đối với mình nó không cần nhiều, thành ra mình cũng không biết thôi. Bây giờ mình thấy tại làm sao mà cái cây mà nó có cái mùi hương đó, tại sao nó mưa qua? Đây là cái mưa qua để nó gieo nhân quả của cái cây đực cây cái. Nghe không? Thành ra cái cây nó có cái mùi nó qua, nó liên kết nhau giữa cây này cây kia, nó bằng cái mùi hương của nó, gọi là hương hoa, hương đực hương cái, nó mới phát sanh cây con được. Chứ mình, tại mình không có đi sâu vào cái chuyên môn, chứ nếu mình là nhà khoa học thì vẫn hiểu được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Duy Nghĩa ở Hà Nội có hỏi như sau: sau khi chết thì trở thành trung ấm thân, vậy trung ấm thân này có nhớ được quá khứ của các đời trước hay không? Trung ấm thân đó thì nó vẫn nhớ nha, nhưng mà khi nó đã vô cái tử cung người mẹ thì nó mới quên. Tử cung người mẹ là nó có cái nhiệm vụ là quên. Tử là gì? Chết. Cung là cái cung chết. Mà mình ở đây có thể tạm thói là cái cung quên, chết hoặc quên. Chứ nếu mà tung ấm thân nó nhớ hết nha, nhưng mà khi đi đầu thai thì bắt đầu mới quên, vô tử cung mới được quên. Vì thế mà ở đời trước nó ở đâu nó đều nhớ hết, nó tới hết. Nhưng mà khi mà nó đã đi đầu thai rồi, vô bất cứ cái loại nào thì phải quên. Loại nào cũng phải có tử cung của người mẹ, loài trời, loài tiên, loài thánh, loài thần, nó phải có cái tử cung người mẹ thì nó mới hết được. Nhưng mà trong cái thế giới nhân quả này, duy nhất chỉ có cái loài cô hồn, loài ngạo quỷ là không có. Do bây giờ bởi vì khoa học chứng minh rằng đó, tại làm sao bây giờ cái con gà đó nó có trứng mà nó không sanh con, bây giờ mới chứng minh được. Vì cái loại cô hồn nó không có cái nhân quả, vì thế mà nó không sanh được con. Tất cả thần đẻ ra phải đẻ bằng con, cây cỏ hoa lá cũng đẻ bằng con. Vì thế mà người ta nói là cây chuối con, cây lớn gì nó có hết, thấy không? Nó phải có cây con thì nó phải có cái cha cái mẹ nó mới ra được. Đó, mình phải hiểu cái việc này. Nhưng mà đặc biệt cái thế giới rồi ngạ quỷ vẫn giao hợp nhưng mà không sanh con, vì nó không có nhân quả. Thì bây giờ cái khoa học nó chứng minh rằng cái trứng mà nó không có trống thì nó hoàn toàn không sanh con. Thì nó phải căn cứ vào cái này nó mới phân tích được cái loài ngạo quỷ. Rồi con hỏi tiếp đi. Những người từ nước Tịnh Độ ngộ thiền thì xuống đây tiếp nhận thiền tông rất dễ. Vậy những người không ngộ thiền thì tái sanh lại làm người thì cuộc sống và tính cách của họ có gì khác lạ hay không? Mấy người ở Tịnh Độ mà hết phước xuống đây nên nhớ rằng tất cả những người cõi trời xuống đây tuy họ có nghèo giàu không người biết, như cái phong cách họ là cái tánh trời nó vẫn còn, nó tao nhã mà nó tánh trời. Còn mà những người mà không có ngộ thiền phải tự xuống đây rồi đi vào dòng tộc, rồi tự đi theo cái nhân quả bình thường. Đặc biệt đó là khi mà ngộ thiền đó thì được Đức Phật A Di Đà gửi cho mấy ông thần thừa hành ở đây này, ông Phật thần Phước Tiện, để chi? Để bởi vậy trước khi nó chuẩn bị là cái thiền tông công bố ra thì ông A Di Đà mới
bây giờ bắt đầu nó chuẩn bị còn mấy năm nữa đó nó công bố, thì trên thì mới cho xuống, cho xuống để sanh vào cái nước mà công bố. Vì thế mà nước mà công bố thì cái người nước đó tu thiền tông rất nhiều. Nó mình là người Việt Nam có cái phước, có cái phước là được hưởng được cái thiền tông này. Giờ để ý đi, bây giờ mình không nói các đạo khác, đạo thần, đạo thánh mình không nói, nhưng mà cái đạo Phật duy nhất chỉ có người Việt Nam mới hiểu cái thiền tông. Đạo Phật Thái Lan không biết, Mã Lai không biết, Lào, Ấn Độ không biết, Cambodia không biết. Mình may mắn, người Nhật không biết, người Hàn Quốc không biết, mà duy nhất chỉ có người Việt Nam may mắn là được. Là hiện giờ mình tính ra đó là yếu chỉ thiền tông là trên 7.000 người, Phật gia trên 1.500 người rồi. Đó, mình có may mắn. Bây giờ mình sẽ tự hỏi chứ, bây giờ cái danh từ mà thiền gia hoặc Phật gia tìm các nước thế giới không có. Những nước Trung Quốc, nước Hàn hoặc là nước Nhật hoàn toàn họ rất lạ, là họ nghe trong kinh có cái câu này. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vẫn có nói nhắc đến cái thiền gia nha. À, nhưng mà hoàn toàn mấy nước kia nó nghe chứ nó không hiểu cái thiền gia là cái trình độ như thế nào. Phật gia trình độ nào nó không hiểu. Mà bây giờ nếu mà người nào mà ở Việt Nam mà có tu thiền tông thì ta biết rằng thiền tông có ba cấp: Phật tử, Phật gia và thiền gia. Duy nhất chỉ người Việt Nam mới hiểu này. Mà người Việt Nam chỉ là người tu thiền tông mới hiểu cái này. Chứ còn nếu mà đi hỏi mấy ông tiểu thừa hỏi về thiền gia gì hoàn toàn họ không biết. Kể cả mấy ông thiền sư hỏi thiền gia mà ông không biết luôn. Chứ đừng có nói, mình giờ cũng may mắn. May mắn là được gặp được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: Thưa Thầy, cho con hỏi là hai trục của trung tâm vận hành luân hồi của tam giới là đầu hải triều dương và đầu hải triều âm. Hai cửa này có thay đổi vị trí hay là cố định? Bây giờ cái cửa thì nó một thôi. Mà bây giờ tôi nói là muốn cho dễ hiểu á. Ai có đem trái banh này nè, cái trái banh đó là nó là một tam giới nè, chứ không phải là trái đất đâu. Đặt quay một cái nè, cái đầu mà trên đó, nó hút vô là âm, mà đi ra là dương. Nhưng mà nó không phải trái banh mà nó cứ đứng yên một chỗ, nó lật qua lại. Vì thế Đức Phật nó là quay tám phương bốn hướng. Có nghĩa là hút dầu nó ở trên hoặc ở ngang, ở dưới, nó thể hút là âm. À, nó đẩy ra là dương. Nó... Nhưng mà nên nhớ là mình lấy trái banh mình hình dung, mình lấy trái banh mình quay đi, cái chỗ mà không quay, đó là cái đường trung tâm vận hành luân hồi đó. Mà cái trái banh đâu phải ví dụ bằng cái tam giới, chứ không phải cái trái đất được. Vì trong trái banh nó chứa 45 hành tinh ở trong đó đó, hay là nó chứa 4 bầu hoàng đạo và 1 bầu bảo vệ trong đó đó. Nó gọi là tam giới. Bởi vì khi mà có ai có khả năng thì lập ra cái tam giới, nhưng phải dùng tài chánh phải khá chút là một, thứ hai là thiết bị phải cho giỏi. Bây giờ thiết bị mà phải đài truyền hình đó, nó mới có đủ khả năng làm này, vì nó đủ sức mà, đủ sức mua những cái máy tối tân. Còn mình thì cao lắm, cái máy laptop cao nhất là 40 triệu thôi, không ăn thua vậy. Còn máy rẻ nhất là 5-6 triệu, không ăn thua vậy. Thấy không? Máy hiện giờ tối tân nhất là phải 45 triệu, mà chưa làm nổi. Đó, mình phải hiểu cái thế này. Bởi vì đi vô vào trong cái nó thuộc về cái nền. Tuy là cái trái đất á, ở đây là cái tam giới, nó gọi là nó thuộc về nền văn minh không gian, nó nằm ở trong chỗ đó đó. Có thì người ta mới giải thích được. Nhưng mà thôi, bây giờ mình á, hồi xưa mình không hiểu cái công thức đi ra ngoài quy luật vật lý. Bây giờ mình đã hiểu rồi, mình cố gắng tạo công đức để đi ra thôi. Rồi ra ngoài rồi mình nhìn vô, mình thấy sự vận hành của nó liền. Giống như mình mở con mắt ra, con mình giờ mình đuôi mở mắt ra mình thấy, thì mình khỏi hỏi ai chi. Vì thế mà trong đầu Phật có bắt buộc cái câu là anh tu thiền tông bắt buộc anh phải kiến tánh. Còn không kiến tánh đừng tu, tu sai. Còn không kiến tánh thì phải đợi quyền ký công bố ra. Mà phải đọc cho kỹ nha, đọc cho rách cái quyển quyền ký này nè.
chứ đừng có nói với mấy ông thầy nó đọc sơ hai ba câu cũng được. Đọc chừng nào nó cái quyển sách này mà nó rách đi, đọc chừng nào rách đi rồi nó kiến tánh thì anh mới hiểu cái thiền tông này. Bởi vì giờ ông thầy nói tôi đọc sơ cái này giả, cái sách này giả, chưa biết gì mà giả. Giả là tại vì ông lấy cái thời kỳ cái đầu đồ rồng đầu đá ông đánh giá về cái quyền ký này này, nghe không? Bởi vì anh lấy cái đầu đồ rồng đồ đá đánh giá cái quyền ký này thì nó phải là giả, nó mình phải hiểu vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Khi được tạo ra được công đức thì công đức lưu vào vỏ bọc tánh Phật. Vậy chứ công đức này có vốn sẵn có trong không gian hay không? Bây giờ hỏi câu này thì cũng thuộc về hỏi đạo đồng. Bây giờ hỏi vậy chứ, giữa cái thỏi 500 hai cái nè, Nó quay nó lấy đâu? Không lẽ nó lấy trong hai cái thỏi cái chút? Mà thỏi cái chút làm sao nó sử dụng cho cả nước được? Nó hút từ không gian đi vô chứ đâu. Nhưng mà phải nương hai chỗ này nó mới phát ra. Người ta không có hiểu. Vì thế mà bởi vì thành ra trong đạo Phật ông trao rằng tướng nước khi lên đỉnh lại rơi vào nguồn cái này. Ví dụ đây giờ tôi nói, không lẽ có nhiều ở trong này, không có chứa trong này đâu, mà nó chứa trong không gian. Rồi cái tưởng mình đó, lấy vô đưa ra phát ra, cứ nói hoài, nói năm này tháng kia nó không hết. Chứ nếu mà không chứa trong cái họng này, trong cái phổi này mấy ngày hết rồi, cao lên 5 phút là hết rồi. Người ta không có hiểu. Có nghĩa là từ điện từ lấy ở đâu cũng vậy, lấy từ không gian đưa ra. Thì cái tiếng nói của mình cũng vậy, cái tánh thấy của mình cũng vậy, tánh nghe của mình vậy. Đó thì bây giờ mà nói cái này là nhà vật lý á, nó phải phân tích được. Còn mình ở đây có nhiều khi cái trình độ mình không có nắm được cái thế này. Nhà vật lý nó phân tích rất hay. Nhưng mà nhà vật lý giờ nó còn phải khen cái thiền tông. Tại sao mà mấy ngàn năm trước ông Phật đã biết cái này? Mấy ngàn năm trước tại sao ông Phật dám, không biết viết bằng cái gì mà viết bằng điện tử? Mà bây giờ thời này thôi, hoàn toàn đã viết bằng điện tử hết, không ai còn nắm cái viết nữa. Tất cả những người đi họp đi hành, tôi lưu văn bản bằng cái gì? Tôi lưu bằng điện tử thôi, không có ai đâu. Mà nghe nói ngày xưa nó lưu điện từ họ chửi liền. Bây giờ thí dụ người ta không cần, hồi xưa là có cái anh thư ký đi ông sếp đi họp, phải có ông thư ký ngồi kế bên mình, giờ khỏi cần. Họ lấy cái máy điện thoại 3-4G mở thì thâu về nhà đọc lại hết, tôi biết hết. Thấy không? Đâu có lưu lại cái bộ gì mà lưu bằng cái đó là lưu bằng điện từ. Bây giờ mình mới hiểu cái điện từ là cái gì. Viết cũng bằng điện từ, mình lưu cũng bằng điện từ. Vì thế mà Đức Phật bảo là tới cái thời buổi này thì công bố quyền ký mới được. Còn nếu trước hoàn toàn không được. Mà mai cái công bố quyền ký đưa 6 tháng ra thì bắt đầu cái máy có hình, máy điện thoại có hình mới xuất hiện tại Việt Nam. Nó ăn nhập rồi. Trước khi mà công bố quyền ký là cái máy chưa, máy có hình ở Việt Nam chưa có. Mà các nước tiên tướng nó có. Mà khi công bố ra rồi, đúng 6 tháng sau thì cái máy điện thoại có hình nhập vô Việt Nam. Và cái bưu điện nó cũng nhập cái hệ thống này vô. Chứ nó có cái máy mà không có cái máy phát làm sao nó phát được, thấy không? Nó ăn nhập vô rồi. Vì thế mà tôi nói đó, Khi mà công bố quyền ký là cái bộ luật hình sự nó kèm theo. Nó kèm theo để em ra mặt người ta. Bây giờ tôi nói ra người ta mới để ý chứ không, nếu tôi không nói ra không ai để ý. Chính cái tại làm sao cái luật tín ngưỡng tôn giáo số 2 của Quốc hội ký 2016 mà tới 1 tháng 18 mới có hiệu lực. Cái hiệu lực để nó yểm trợ cái thiền tông này. Không có cái bộ luật hình sự và không có cái lực số 2 của chính phủ hoàn toàn thì cái thiền tông này cũng bị dẹp nha. Anh không, luật pháp không thừa nhận. Nên nhớ, luật pháp không thừa nhận là tức như cái người có thế lực nó dẹp điện. Rồi hỏi tiếp đi.
Dạ, hiện tại đã hết câu hỏi, chúng tôi xin dừng buổi giải đáp ngày hôm nay ạ. À. Hẹn quý vị tuần sau ạ. Hỏi có ai hỏi không? Cho còn hỏi có ai hỏi thì từ giờ hỏi. Thì có hỏi thì nhắc cái ghế lại ngồi hỏi. Không thì hỏi trước coi cái người đó. Nếu hỏi đúng về, nếu mà hỏi thì Khi quyền ký được thông báo thì có rất nhiều người chống đối và phỉ báng, và viện chủ phải giải đáp cho mỗi người. Khi có người về hỏi, dĩ nhiên sẽ có sự va chạm, làm cho người ngoại đạo hay là khác đạo họ lại nói rằng viện chủ lại sao lại còn sân si như vậy. Vậy thì con phải ứng xử như thế nào ạ? Hỏi kỹ. Là khi quyền ký được công bố ra thì có rất nhiều người chống đối, thì khi đó viện chủ có trả lời được những cái từ ngữ thì nó hơi bị sân si, thì như vậy con là Phật tử thì con phải ứng xử như thế nào ạ? Bây giờ tôi có cái bổn phận là công bố quyền ký ra. Nếu mà cái người đó Đức Phật có nói, nếu người ta sử dụng tánh người, con phải sử dụng tánh người lại. Có vậy thôi. Thấy không? Bởi vì cái này nó không có áp đặt cho. Còn nhưng mà tánh người, nhưng mà đối với cái người công bố quyền ký không có buồn. Nên nhớ là tánh người nhưng mà không có buồn. Anh có thể là đưa tánh người ra để tranh luận, nhưng mà hoàn toàn không có buồn. Còn nếu anh có buồn là anh không đủ tư cách đứng ra công bố quyền ký này. Còn nếu mà nói là không có cho sử dụng tánh người, làm sao công bố này là được. Bây giờ nên nhớ rằng khi đi xin cái này cũng bằng tánh người xin, chứ không lẽ xin ông tánh Phật. Đến thanh tịnh rồi người ta biết cái gì. Tôi cũng phải phân tích bằng tánh người thì chánh quyền người ta mới biết, người ta mới cho. Chứ giờ thôi giữ được tánh Phật thì thôi. Có tánh Phật khi nào anh ngồi mà người ta chửi anh ha, thời khác. Còn bây giờ đây là thí dụ ta muốn tranh luận thì phải đưa tánh người ra tranh luận, đưa thí dụ này thí dụ kia ta tranh luận, thấy không? Còn tất cả những cái người tu thiền tông, Phật tử tu thiền tông nên nhớ tùy theo hoàn cảnh. Bởi vì người ta bảo là mình phải tu bằng trí tuệ sáng suốt, tu thiền tông phải bằng sáng suốt, chứ không phải ngồi đó tu. Nó tu thiền tông rồi tôi không thèm nói ai, không được. Bởi vì tôi thường thường có khuyên một câu là tu thiền tông phải bắt chước ông Trần Nhân Tông tu. Ông Trần Nhân Tông nếu mà trường hợp mà ông ngồi ông thanh tịnh thì thôi, nguyên mông ở bên kia chắc nó đập nước Việt Nam mình tiêu quá. Ủa, ông chơi bằng gươm, tôi cũng chơi bằng gươm. Chứ đâu phải, thiền tông là nó vậy. Còn nhưng mà nếu mà thiền tông này nè, khi nào mình hiểu được nó có lợi rất lớn nha. Ngày xưa không hiểu cái cúng là cúng cho ai ăn, cúng người ta nói cúng Phật. Mà giờ ông Phật nó đâu có đây đâu. Nếu mà ông Phật ông nói ông ở đây thì ông nói không đúng, hỏi sao không đúng. Ông bảo ông dạy tôi là ngũ thú tà cư, năm loài sống chung đây, ông không qua đây. Thấy không? Vì thế mà ông có đã nói rồi, khi Như Lai nhập Niết Bàn, những người đệ tử ông đó, tu theo Ma Vương thờ ổng mà đưa ông thần vô suy nghĩ đó. Thì ông Phật ổng giải rõ vậy thì mình mới nói bây giờ tại ông dạy tôi rõ ràng đây là ngũ thú tập cư, Như Lai không có đây, Bồ Tát không có đây. Nếu mà Như Lai có đây thì ông phải nói là lục thú tập cư, thì trong đó có ông nữa. Còn này ông không có trong này thì mình phải sử dụng bằng cái hiểu biết của mình chứ. Thì ông nói là thần người ngạo quỷ, thì biết nhiệm vụ ông nói rõ ràng cho từng nhiệm vụ. Bởi vì con người ta tu thiền tông là tu hiểu được tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy trên thế giới này, nó phải hiểu như vậy. Còn mình tu thiền tông mà không hiểu gì ngũ thú tập cư,
và nhiệm vụ của mỗi loài thì hoàn toàn tu sai. Vì thế mà cái diễn đàn hồi nãy có phát ra có nhiều cái ông gì Trúc Lâm yên Trúc Lâm gì ngồi thiền, trời ơi, đó là thiền tông đó, thiền tông mà ngồi thiền người ta không có hiểu, nó không hiểu thiền tông tu làm sao. Thiền tông nghĩa là không cho anh tu nhưng mà anh học và hành cho đúng, anh về chứ đâu có phải bắt anh ngồi tu. Thế giới này anh ngồi tu là có kết quả theo cái quy luật tu thôi. Đó, mình phải hiểu vậy, mình mới hiểu thiền tông. Thiền tông nó khác hơn chỗ người ta là không cho tu mà cho về Phật giới. Tu không cho tu mà cho thành Phật. Cái đó là nó lạ, thì người ta chửi là đúng rồi. Ông khuất khùng rồi ha. Ông cho tu mà ông tu thành Phật. Nó khùng. Nó lạ vậy, thành ra mình phải chịu nổi cái sức chửi người ta không. Còn cái ông kia nó nếu mà không tu sao thành Phật. Đó, mình phải hiểu được cái nguyên tắc này. Còn nếu mình không hiểu thì thật khó, khó tu tập. Không tu mà thành Phật mới lạ. Mà bây giờ thì khi tới người ta, mình thắc mắc thì người ta hỏi. Bởi vì ông Trần Nhân Tông nói là mình có cái Phật tánh mà mình không chịu nhận người tu cái gì. Nhận nó đem ra xài. Vì thế mà tôi đã nói là khi công bố quyền ký ra, tôi nói là khi mà một vị truyền thiền được lời dặn dò thì Phật nhân bắt đầu hình thành. Tôi chấp nhận anh là Phật gia rồi. Một nhà làm Phật rồi thì hỏi với là Phật sao thì tánh tôi là tánh, thấy nghe nó biết là tôi Phật, tôi là Phật rồi mà không chịu nhận, rồi bắt đầu đi xuống đi lại tiếp rồi sao. Đã mình bắt đầu người ta trao cái Phật của mình tu để thành Phật, người ta nói rõ ràng mà không dám nói, không dám đạo dịch. Nếu mình nói ra thì cái ngã chấp. Bây giờ tôi truyền thiền là ông bà đã thành Phật nhân rồi. Mà nếu mình tự nói nữa thì nghe nó cái ngã chấp nó ra, thành ra không dám nói, mình chỉ nhắc khéo thôi. Thấy không? Rồi còn rồi hỏi tiếp đi. Hết chưa? Bây giờ hỏi còn ai hỏi không thì thôi đóng lại. Xin mời chị ạ. Kiếm cái ghế ngồi. Ngồi đây. Lô. Dạ thầy cho con hỏi là dòng tộc với dòng họ đó có giống nhau không? Nếu mà mình đi vào dòng tộc, ví dụ con họ Trần là con đi vào họ Trần, hay là đi vào cái ở Việt Nam, cái người Việt Nam ạ. Dòng tộc với dòng họ đó có gì khác nhau ạ? Khác chứ, dòng họ khác. Cái dòng họ là họ Nguyễn là họ Nguyễn, họ Trần là họ Trần. Còn cái dòng tộc á, người Việt Nam mình có bao nhiêu? Là tới bao nhiêu? 100 họ lên, chứ không có nhỏ đâu. Người Việt Nam có 100 họ. Mà ở trên Bình Dương nó đã sưu tầm được 100 họ. Cái dòng tộc. Mà cái này nó thật ra cái dòng tộc nó lớn lắm. Nó không phải một người Việt Nam mình đâu. Mà khắp trên thế giới đều có người Việt, có cái dòng tộc của người Việt Nam. Cái dòng tộc nó lớn hơn. Còn cái dòng họ là họ Nguyễn, họ Trần, Đinh Lê, Trần Lý vậy thôi. Đó là dòng họ. Còn dòng tộc thì nó không biên giới nha. Nên nhớ nó không biên giới. Vì thế mà người này, người Mỹ có thể kết hôn người Việt Nam được, người Việt Nam kết hôn người Tàu được. Nó lớn lắm, nhưng mà tại vì mình nên nhớ rằng cách mà khi mà cái trái đất này nó bị mất thì nó chỉ còn lại có mấy thôi, có 4 cái dòng tộc thôi. Mà bây giờ nó đẻ ra 7 tỷ người nữa. Thì cứ chia đi, con chia đi. Có 4 cái dòng họ. Thầy dòng có thể cho con biết thêm về 4 cái dòng tộc đó như thế nào mà? Bây giờ đó thì làm sao tôi biết được. Người Việt Nam thì 100 dòng họ là tiếng Việt tôi nói được. Mà bây giờ ví dụ người Tàu họ nói cái họ làm sao tôi biết. Rồi người Mỹ, người Pháp, rồi người Ấn, làm sao biết được. Thấy không? Đó mình phải hiểu chứ giờ làm sao biết. Mà bây giờ thì ông Phật cũng nói là khi mà trái đất này nó hủy diệt rồi chỉ còn có 4 cái dòng tộc thôi. Có nghĩa là bây giờ hiện giờ mình là 190 mấy quốc gia, nó có 4 cái dòng tộc thôi. Rồi có thể mình trời này mình sống là người Việt Nam,
đời sau mình sống là người Mexico luôn. Nó bởi vì cái nhân quả mà do ông thần ông dẫn mình đi, ông dẫn mình đi tới đâu. Ví dụ cái kiếp đời này thì mình làm vợ chồng, thì kiếp sau vợ chồng của cái nước khác, nó luôn chuyển phần, mình làm sao hiểu được. Thành ra thì thôi bây giờ mình biết ông Phật cũng nói là trái đất này có bốn cái dòng tộc, còn dòng họ Việt Nam không, có 100 họ luôn. Được, suy nghĩ đi, Việt Nam mình có 100 triệu người mà ổng rồi, mà giờ cái ở Đại Nam nó sưu tầm được 100 họ, mình lên trên mình đọc. Thì cái này hỏi hơi quá lớn, thôi giờ mình lo mình học về Phật giới đi, rồi khi nào mình Phật nhãn mở ra thì mới biết hết. Thấy không? Rồi, có thắc mắc gì hỏi thêm? Dạ, vậy thầy cho con hỏi một câu nữa là nếu mà cái công đức của mình mà không có đủ á, thì mình xin khi mình chết á, mình xin ông thần để vào cái dòng tộc á, để mình tu thiền tông tiếp á, thì cái ông thần đó ổng sẽ dẫn mình đến cái nơi mà phổ biến thiền tông giống như là về Việt Nam hay như thế nào, thầy có thể giải thích cho con thêm về cái phần đó được không ạ? Bây giờ đó ông thần ổng không cho gì được hết. Bây giờ nên nhớ rằng khi mình không về Phật giới được á, khi mà cái gì nó nổi cao lên nhất thì ông thực thi nhân quả vậy thôi. Ví dụ bây giờ nó không về Phật giới được mà bây giờ mình có cái phước ở đây làm người giàu thì ông nó nổi lên mà, thì ông nắm cái chóp đâu rồi tới cái gia đình nào đó, giàu có nên kêu bằng nối nghiệp, mình làm con người đó nối nghiệp là chuyển cho mình giàu có thôi, chứ mình không nói được. Bây giờ mình nhớ là ông thần là khi nào mình mất mà không về Phật giới được thì ở đây cái nào nổi lên cao nhất ông thực thi cái đó. Ác đức nó có nhiều nhưng mà nó không có nặng bằng cái thằng phước đức, thì thực thi bằng phước đức đẩy mình lên cái cõi trời nào á, ông là người thực thi nhân quả thôi, chứ đừng có năn nỉ. Anh hiểu không? Có chuyện đó đâu, không có chuyện năn nỉ. Thế giới vật lý không có năn nỉ, cái gì nổi lên bóc cái đó xài trước, xài hết rồi thì cái lớp khác tới bắt đầu quăng tiếp. Bởi vì khi mà qua một đời rồi thì mình tạo cái nghiệp mà, cái nghiệp nào mà khi mình mất rồi nó trội lên, nó nổi cao là thần thì thực quyệt thi thôi, đừng có năn nỉ. Không, mình nếu năn nỉ thì nó quá thành là mấy ông vật lý rồi, bằng cách là cúng cho vui chứ làm sao có cái chuyện năn nỉ được. Rồi, con hỏi nữa thì hỏi. Rồi. Rồi, hỏi đây. Nhắc thêm bé ghế ngồi đó. Dạ, thầy cho con hỏi cái vấn đề là những người mà đã được truyền thiền mà không có được về Phật giới á, thì con thấy rất là lo, thì thầy xin thầy giải thích rõ cái vấn đề đó, những người ở lại thì phải làm sao ạ? Lợi theo nhân quả mình chứ làm sao. Mình không về Phật giới thì bởi vậy tôi nói là cái gì mà trội nhất thần thực thi nhân quả. Mình làm người giàu hoặc là đi lên cõi trời hay làm thần làm gì đó ăn thua, cái nhân quả mình nó nổi, cái gì mà nổi cao nhất trong 12 con đường lục đạo luân hồi, cái gì cao nhất là thần thực thi nhân quả cái đó thôi, chứ khỏi cái năn nỉ, không có cúng tụng ai hết á. Bởi vì ông thần ông thực thi, giống như là dưới nước có cái bong bóng nào nó nổi cao nhất, nó chụp cái bong bóng nó đưa đi nhân quả cái theo cái đó, gọi là thần thực thi nhân quả. Thấy không? Đừng có lo, khỏi cái năn nỉ ai hết rồi đó. Thì con xin hỏi thêm là những người mà đang tu vật lý mà quay về thiền tông tu nhưng mà tu không nổi á, thì phải quay lại vật lý hay là không tu gì nữa à? Nó có hai cái loại. Nếu mình tu không nổi, tự động nhớ, tự động đừng có nói gì hết, trở lại vật lý, muốn tu gì tu. Thấy không? Tuyệt đối khi mà bỏ thiền tông ra mà nói xấu thiền tông qua chừng, nó là đi qua cái nhân quả khác rồi. Nên nhớ cái chỗ đó đó. Mình không nói gì trở lại dòng tộc thì thần thực thi nhân quả là đi theo cái quy luật vật lý thôi. Tuyệt đối đừng có khinh chê cái vụ này, đừng có nói nặng nói nhẹ gì cái vụ này. Nói nặng nói nhẹ nó là chuyển qua cái diện khác rồi. Nghe không?
Rồi có hỏi gì hỏi tiếp đi. Xin hỏi thầy là những người mà được từ cõi Phật A Di Đà mà trở xuống đây để mà tu cái pháp môn thiền tông này á, thì có cái hiện tượng gì khác bình thường với những người bình thường mà trong giấc mơ thường thấy không ạ? Này không có giấc mơ vậy đó. Tất cả những người trên mà cõi A Di Đà xuống đây vừa nghe nói thiền tông thích chạy lên đi tu luyện, từ đó tìm hiểu liền. Cái đó là gọi là ông Lục Tổ gọi là nó có cái mầm Phật á, có cái mầm. Mình ở đây gọi là có cái mầm thiền tông, nghe thiền tông hút vô liền. Nó còn một cái vấn đề là con xin hỏi thầy á, tại sao cái năm 1955 á là cái tượng Phật mà được máy bay cẩu từ bên Ấn Độ về á lại rơi xuống đất Long An, là ý nghĩa là sao thầy? Là sao? Cái chuyện đó là rơi ở đâu? Là ở cái chùa Phật Cô Đơn đó thầy. Ôi trời ta vậy, cái chuyện Phật Cô Đơn tôi biết rồi. Cái thiền cái Phật Cô Đơn đó hồi xưa đó, hồi mà chiến tranh đó, cái vùng đó gọi là vùng tràm, rừng tràm rau rong, cái vùng bất khả xâm phạm. Trong đó có cái ông thầy, ông vô ông tu, ông chết trong đó đó. Không, bởi vì vùng đó là vùng là được vùng quanh tạc tự do của chế độ cũ, gọi là rừng tràm rau rong, cái vùng tử địa. Ông thầy ông ở đó đó. Ông đặt cái tượng này ở đâu, không có gì đó Ấn Độ đâu. Là cái chùa kêu bằng Pagod Đờ Giác Hải ở Phú Lâm nè. Vô cái chùa vẫn còn để kêu Pagod Đờ Giác Hải trong đó, để tiếng Pháp đàng hoàng. Thấy không? Khi sau giải phóng rồi thì cái vùng đó người ta mới đi vào, người ta mới tìm được cái tượng Phật là của cái ông thầy đó. Ông chết rồi. Chứ không phải nói gì, mấy ông ơi nói rồi. Máy bay trực thăng nào bên Ấn Độ mà bay qua đây. Mình suy nghĩ cái nỗi cái địa lý mà cũng, ông nó còn nói trật. Có cái máy bay nào mà từ Ấn Độ dám bay qua vô tới cái rừng tràm rau răm ở Bình Chánh mà là rớt đó không? Không có chuyện đó đâu. Muốn đi thì phải qua bằng Tân Sơn Nhất chứ làm sao có cái chuyện mà ở Ấn Độ mà bên đây cũng bị ở đây. Tôi xin lỗi, tôi không nói ai. Cũng cái ông nó cái Quan Âm á, ông cũng thịt cái tu rồi cái ông đồ nó cái quyền âm á là của chỗ khác, tới cái chùa của ông tự nhiên không chịu đi. Ở đây ông bày ra chuyện linh để ta lại ta cúng tiền cho ông, có gì đâu. Còn cái chuyện mà Phật Cô Đơn, tại sao là Cô Đơn, ngày xưa có mình ổng thôi. Ông già này, ông này cũng thuộc trong trốn lính chứ không có mẹ giả vô tu. Nếu nó ở tu rồi bây giờ cái vùng nó quanh tạc tự do mà thành ra không ai dám vô. Rồi ông mở đến ông đói ông chết luôn, ông tu ông chết luôn. Rồi cái tượng vẫn còn thôi. Chứ làm sao có cái chuyện mà máy bay cầu rớt rồi đó. Đừng có nghe lời mấy cái ông thầy. Trời cái chuyện đó tôi rành sáu câu nó thiệt vậy. Tôi giờ cái thằng em nó chùa Phước Thành á, hồi đó nó cũng ở trong đó. Nó tu lượt với cái ông thầy này. Mà thằng này nó chạy ra, thằng kia, ông kia chạy ra không được. Nó quanh tạc chịu không nổi mà. Hồi xưa là cái vùng đó gọi là quanh kích tự do. Có hình, có bóng đàng hoàng là máy bay nó quanh tạc chết luôn. Thấy không? Cái vùng đó, nó cái vùng gọi là vùng, người ta gọi là rừng tràm rau răm. Cái vùng đó, thấy không? Chứ đừng có nghe người ta bày đặt rồi nói hay linh thiêng. Mà mấy ổng ở đây cái trò lừa của người ta thôi. Mà bây giờ cái tôi nói ra cái đó là bây giờ cái Phật Cô Đơn đó, bây giờ hàng năm giáo hội phải chính quyền họp tới để mà kêu bằng đấu thầu ai trả lời cao thì được tiền thu tiền cái vùng đó. Mình nói nhiều không tốt chứ cái đó là tới hàng năm thiệt ra đều có đấu thầu chỗ đó để mà lợi cho cái phần Phật Cô Đơn. Giữa văn hóa của Bình Chánh là với cái giáo hội lo cái chuyện này. Đừng có nghe chuyện đồn linh thiêng nó tầm vậy, không có đúng đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con chưa có hỏi cái hiểu cái chỗ mà thầy giải thích là có hai cái địa danh, một là ở Việt Nam là cái dãy đỉnh Phan Thi Phăng á,
và một cái địa danh ở bên Ấn Độ, là hai cái đó là liên kết như thế nào, thì cái dòng thiền đi theo như vậy con chưa hiểu cái vấn đề đó thầy. Cái dòng thiền này thì ông Thích Ca ông đi từ Ấn Độ, ông chuyển đi theo cái đi giao cho Long Nữ ở con của Hùng Y Dương, là vua Hùng Dương thứ 17. Cái đây là ông không biết ông nói sao mà tới, tôi có nói rõ là trong khi cái đơn mà gửi cho ông Thích Phổ Tuệ, tôi có nói cái dòng thiền nó đã đi như vậy đó, thấy không? Rồi ông khi mà ông giao cho Long Nữ rồi, ông 24 tuổi qua 25 tuổi ông về ông tu, ông cũng nói trước rồi, năm sau ông sẽ đi tu, thấy không? Tu để mà thành lập cái đạo giác ngộ giải thoát này. Nhưng mà dạy không được, thành ra ông phải dạy năm cái pháp môn tu, mà phải đợi là 2561 năm sau, 1950 trừ đi, vì cái Long Nữ này nhận được mấy cái quyển sách này, 1950 đến 56 mới xây cái chùa này, đó, rồi 58 mới giao lời tôi, 60 tôi mới chứa mấy ông cách mạng, tới 75 tôi lấy lại, tôi mới sửa lại, cười cũng nói vậy thôi mà sửa thôi, bởi vì thời gian dài nó phải hư, tôi phải sửa rồi tôi lót gạch lại vậy thôi, sơn vậy thôi, chứ cái hiện trạng nó vẫn còn nguyên. Đó, cái đây là cái lịch sử của cái này, nói cho nghe vậy thôi. Còn bây giờ cái chuyện mà, còn cái mà những quyển sách mà cái chùa này có đó, thì do ông Thiền Sư Thích Đức Hà ở Hóc Môn, tôi có nhờ anh Khánh này nè, đi tới tìm cái chùa đó, nó vẫn còn. Cái chùa ở tại Hóc Môn, cái chùa đó giờ cũng không có sửa nhiều. Đó, tôi bởi vì ngày xưa đó Thiền Sư Lý Thảo đến đó xong rồi, bây giờ muốn nhận cái này thì anh phải đi tu, phải đi xuất gia mới được, mới được quyền xây cái chùa. Vì thế mà Thiền Sư Ni Đức Thảo xuất gia tại cái chùa Hóc Môn, do Thiền Sư Đức Hà bảo là ở chỗ đó đó, thấy không? Phải xuất gia tại chỗ đó thì mới xin được cái chùa này. Nó rất dài dòng thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi là những vị mà đang tu Thiền Tông hiện nay, mà nếu như chưa có về được Phật giới thì có xin đi đầu thai liền không, trở lại không, để quay không, lại không, tu không. Tiếp được không ạ? Không, không có xin ai. Mình về Phật giới không được thì ông thần thực thi nhân quả mình về thôi. Nhưng mà nó có cái này, nếu mà về không được, mình có cái nguyện tự mình nha. Tôi mình nguyện và tôi muốn theo cái dòng thiền tông này để tôi giác ngộ giải thoát, thì ông thần ông giúp mình liền. Nếu đi cái gì thì không được, chứ mà muốn về thiền tông thì ông sẽ giúp mình, ông tạo điều kiện cho mình tái sanh lại để mà tu thiền tông thì được, ông có nhiệm vụ đó. Còn nếu mà xin ông là không được, mà mình có cái nguyện lực thì ông thần sẽ giúp mình, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Xin hết ạ, cảm ơn thầy ạ. Trời. Dạ. Alo. Cho con hỏi câu hỏi ạ. Dạ thưa bác, khi người đang còn sống ở nơi thế giới vật lý điện tử âm dương, nhân quả luân hồi này mà hiểu biết được tất cả những lời của Phật Đức Ca, Phật Thích Ca Mâu Ni, từ khi tập huyền ký được phổ biến ra thì họ quay về sống với hiện tại, sống cho trọn kiếp người để làm tròn trách nhiệm đúng tiêu chuẩn của một con người, tuy họ đang sống theo quy luật ở nơi thế giới nhân quả này, nhưng họ luôn luôn quyết chí một lòng muốn giải thoát để biết đường trở về quê hương chân thật của chính mình sau khi rời bỏ xác thân tứ đại này, cho nên họ không còn tạo các dòng nghiệp theo thành các loài hữu hình ở trong cõi tam giới, cũng như họ không bị tin lầm tu theo năm pháp môn như tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tịnh độ, mật chú và những pháp môn thiền quán tưởng, cầu mong, cầu xin, lạy lục, cầu an, cầu siêu, xin sam bói quẻ,
vân vân, tất cả những thứ gieo mê tín dị đoan của những người khôn lanh bày ra nhằm mục đích dụ dỗ lừa gạt những người khờ để kiếm tiền kiếm danh cho lên. Những người khôn lanh dùng đủ mọi cách tinh danh để lôi kéo những người khờ khạo thích ham muốn tu hành có thành tựu chứng đắc tiền tài danh lợi với tất cả những nằm trong quy luật vật lý điện tử âm dương luân hồi này. Cho con hỏi, khi họ biết hết như thế rồi, nắm rõ như thế rồi, vậy họ còn cái gì để buông không ạ? Giờ chú buông là nói với cái người tu theo vật lý mình buông đi để trở về cái tu với thiền tông. Mình nhớ một điều đó, mình không thể, thế giới này là mình không có thể là mình hiểu được vậy đấy. Trừ theo với người tu thiền tông ta hiểu, thì ta hiểu cái này. Còn người bên ngoài hoàn toàn không khi nào hiểu cái này được. Người bên ngoài thấy cái gì là phải làm cái đấy thôi. Không có cái khả năng, không có cái trí tuệ để mà phân tích được năm pháp môn của vật lý đâu, không có hiểu đâu. Người ta tu một cỡ mà 50-70 năm mà còn chưa hiểu được thì làm sao mấy người vài năm mà hiểu cái này, thấy không? Cái này là của người trí tuệ, mà người trí tuệ đó phải là người ở trong thiền tông đi ra mới là có trí tuệ thôi. Nếu mà người không phải thiền tông đi ra hoàn toàn không có trí tuệ, không có cái khả năng mà nhận xét năm pháp môn mà cháu nói đâu, không có khả năng này, thấy không? Duy nhất chỉ có người ở thiền tông mới có phát hiện được 6 pháp môn kia. Chứ bây giờ người ta bên ngoài người ta cũng vẫn nói là 84.000 pháp môn tu, trong khi nào ta nói 6 pháp môn hoặc 5 pháp môn đâu, thấy không? Tất cả những người ngoài hiện giờ không tu không trí tuệ, họ tu theo cái tưởng họ thôi. Họ tưởng làm sao họ tu làm vậy, mà thứ nhất là họ bị mấy ông thầy lừa. Ông thầy dạy mình tu sao là vì ông, người ta chết vì ông thầy thôi. Thấy ông thầy dạy sao thì ta làm đúng như vậy, thấy không? Mà ông thầy hoàn toàn tu theo cái tưởng, thì người đệ tử cũng tu theo cái tưởng ông thầy, hoàn toàn không có hiểu được. Bởi vì tất cả những người tu hiện giờ hỏi năm pháp môn họ không hiểu. Mà nói 84.000 họ chịu, thấy không? Họ nói năm pháp môn hoàn toàn họ không hiểu. Mà nói thiền tông là ma đạo, ma giáo đó. Nó cái đơn giản vậy thôi, chứ làm sao ai có từ trong thiền tông bước ra thì mới có trí tuệ. Còn không từ vật lý bước vô thiền tông hoàn toàn bị mù, chứ không có trí tuệ nổi đâu, thấy không? Thành ra không có khả năng này đâu. Rồi. Câu hỏi cuối cùng là xin bác giải thích 6 câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng như sau. Lìa đạo riêng tìm đạo, suốt đời không thấy đạo. Không lìa đời giác ngộ, lìa đời tìm chánh giác. Tụng này là đốn giáo, cũng là đại pháp truyền. Này nó nói tầm bậy không? Lục Tổ đâu ai nói vậy? Lục Tổ nói là nếu mà lìa đời đi tìm đạo thì lúc nào cũng bị áo não, giống như đi tìm lông con rùa, sừng con thỏ. Ông Lục Tổ nói câu này, chứ đâu có cái gì. Cái này là còn tưởng tượng thôi. Có nghĩa là trên đời này mà lìa cái đời mà đi tìm đạo thì giống như là áo não, lúc nào phải áo não, không có hiểu. Mà ông nói là nếu mà lìa cái đời này đi tìm thì giống như đi tìm con lông con rùa, làm sao có con rùa có lông, sừng con thỏ làm sao có, thấy không? Thành ra bây giờ ông kết thúc bằng một câu: nếu tu hành không biết bổn tâm, tu hành vô ích. Thì căn cứ vậy thôi. Tu mà mình không biết cái tánh thật Phật mà tu hành vô ích. Rồi. Dạ. Đã hết câu hỏi giải đáp, xin dừng buổi giải đáp ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị lại lần sau. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.